xe miền Tây đây. Đó, có xe miền Tây. Ai mà muốn đi về những cái tỉnh miền Tây đó, có thể ra ngoài đây mua vé xe được. Mấy năm trước thì mình có chở bạn gái mình ra đây để có ý mua vé xe về quê. Nhưng mà bạn gái cũ á, nhưng mà lâu rồi. Cũng 6 năm rồi. Ấy là chia tay với lại cô ấy cũng 6 năm trời. Mỗi lần mà chạy ngang đây á, mình hay vòng vô trong bế xe miền Tây. Như người hỏi ủa. Ấy là vòng vô để gợi nhớ lại kỷ niệm thôi. Chứ thật sự ra thì giờ á, cũng đâu có còn gì đâu. Ở đây là chợ An Lạc nè. Rẽ trái, rẽ phải vào ở bên trong chợ An Lạc thử coi. Thôi mà cũng không có gì đó. Tính vòng vô trong chợ nhưng mà thôi. Thấy vòng vô xong mà không có đường ra, nó mất công. Sài Gòn Metro nha. Cái gì đâu á, cái chiếc xe buýt này nó vượt thì nó không vượt mà nó cứ chạy chậm. Rẽ sang đây coi.
sẽ đến cầu vượt Cây Gõ. Một cái sản thái beep.